Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong đêm ngày 13 tháng 4, đại diện công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đơn vị đã mời 3 người liên quan trong vụ đánh ghen ở đường Trần Phú về trụ sở bởi sự việc có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng. Tối cùng ngày, Mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip đánh ghen trên phố Trần Phú, ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ chặn chiếc ô tô hiệu Kia, trong xe người đàn ông cầm lái chở theo một cô gái. Người phụ nữ phía ngoài liên tiếp dùng mũ bảo hiểm và gạch đập cửa kính ô tô, đòi những người trên xe ra ngoài. Xung quanh có nhiều người quá khích la hét, cổ vũ, thậm chí cầm gạch tham gia đập kính xe. Bên trong xe, cặp nam nữ cố thủ không ra ngoài. Đây là chồng tôi Người phụ nữ đứng phía ngoài nói lớn và đưa tấm hình chụp trong điện thoại lên cho nhiều người cùng xem. Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội. Các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài. Nhận thông tin sự việc, công an phường Điện Biên nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ tụ tập khi gặp những trường hợp tương tự trong thời gian gần đây những vụ việc có nội dung tương tự như bắt ghen rồi tấn công tình địch đập phá tài sản ngày càng có xu hướng nhiều hơn nhất là với sự phát triển của mạng xã hội những đoạn video clip nhanh chóng xuất hiện trên mạng và trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm do vậy cách hành xử của mỗi người là yếu tố quyết định đến mức độ nghiêm trọng của sự việc theo một số chuyên gia khuyến cáo khi gặp phải những tình huống như vậy người trong cuộc cần hết sức kiềm chế hiểu biết và phải suy nghĩ đến những hậu quả pháp lý có thể xảy ra